Đang theo dõi chương trình Người Quan Sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Những hình ảnh rất đẹp vừa rồi giữa các ca sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên nắm tay nhau cùng ca bài Chúng ta là một nhà trong một đêm nhạc tại Hàn Quốc hồi tháng 2 năm 2018 nhân sự kiện Thế vận hội mùa đông Pyeongchang đã giúp chúng tôi truyền tải tới quý vị một phần nội dung trong chương trình Người Quan Sát ngày hôm nay, đó là những chuyển động mới trên bán đảo Triều Tiên. Có thể thấy là từ đầu năm đến nay thì những dấu hiệu ấm lên trong quan hệ giữa hai miền liên triều đã khiến thế giới thêm kỳ vọng vào những dấu hiệu của nền hòa bình sớm ổn định lan tỏa trên bán đảo này. Và những hy vọng này thì càng được củng cố thêm khi mà hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân đã tới dự buổi giao lưu âm nhạc tại thủ đô Bình Nhưỡng, theo dõi các nghệ sĩ của Hàn Quốc trở lại Triều Tiên biểu diễn sau hơn một thập kỷ. Liệu những diễn biến trên thực sự sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm bớt xung đột trên bán đảo Triều Tiên hay không? Và các quốc gia có liên quan sẽ có những bước đi như thế nào để có thể hóa giải được căng thẳng vốn đã tồn tại hơn 60 năm vừa qua? Chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời lý giải điều này trong chương trình Quan sát ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Vinh Quang, cố vấn cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế. Và tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, chuyên gia nghiên cứu đến từ Viện Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì xin kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một tổng hợp sau đây về những chuyển động mới rất tích cực trên bán đảo Triều Tiên. Những diễn biến nhanh, bất ngờ, kèm theo những thay đổi đột ngột đang diễn ra trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tiếp tục biến bán đảo Triều Tiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Từ đối đầu, căng thẳng leo thang từng ngày với những tuyên bố hết sức cứng rắn và thậm chí khái niệm tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đã được nhắc tới, khiến sức nóng trên bán đảo Triều Tiên lên tới đỉnh điểm, nay đột ngột đảo chiều. Nếu sự kiện thể thao Olympic Pyeongchang được xem là bước ngoặt cho mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, thì cái bắt tay giữa Bộ trưởng Thống nhất, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myung-kyung và Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Sung-won tại cuộc đàm phán cấp cao liên triều ở làng đình chiến Bản Môn Điếm ngày 9 tháng 1, được xem là viên gạch đầu tiên đánh dấu sự ấm lên trong mối quan hệ giữa hai quốc gia này. Đến ngày 19 tháng 1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Đồng thời, Hàn Quốc cũng tìm cách tổ chức đàm phán cấp cao với Triều Tiên thường xuyên và tiếp tục viện trợ nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương tại Triều Tiên. Ngoài ra, đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền Triều Tiên vốn bị gián đoạn gần 2 năm nay cũng đã được nối lại. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận về việc sẽ tổ chức hội đàm quân sự trong tương lai. Ngày 7 tháng 2, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng quyết định cử bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tham gia đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên dự Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc. Và tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, lần đầu tiên, lá cờ bán đảo Triều Tiên thống nhất tung bay trong một sự kiện tầm cỡ thế giới. Đúng như kỳ vọng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về một thế vận hội của hòa bình, cho tới tận ngày bế mạc, sự kiện thể thao này đã diễn ra hết sức suôn sẻ. Sau thể thao là âm nhạc, ngày 1 tháng 4, đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc gồm 160 người đã có buổi biểu diễn kéo dài 2 giờ đồng hồ tại nhà hát lớn Pyongyang ở Bình Nhưỡng, với sự dự khán của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Son-ju. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên dự chương trình biểu diễn nghệ thuật của Hàn Quốc. Cuộc biểu diễn này còn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả Triều Tiên với khán đài 1.500 chỗ ngồi chật kín người. Sau khi chương trình biểu diễn kết thúc, ông Kim Jong-un đã bắt tay từng thành viên của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc và chụp hình lưu niệm cùng với họ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng không quên cảm ơn các nghệ sĩ Hàn Quốc đã mang món quà này tới người dân Bình Nhưỡng. Thưa tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, là một chuyên gia nghiên cứu về Đông Bắc Á, thì ông có thể cho biết là trong quá khứ thì đã có khi nào quan hệ giữa hai miền liên triều đã trở nên tích cực bởi những yếu tố mà có thể nói là nằm ngoài chính trị, ví dụ như là thể thao và âm nhạc hay chưa? Và những cái biện pháp thường được Triều Tiên và Hàn Quốc áp dụng để muốn cải thiện quan hệ khi đó là như thế nào?
Vâng, có thể thấy là trong 3 tháng qua thì có những sự kiện diễn ra trên bán đảo Triều Tiên mà không có liên quan đến chính trị. Đấy là đêm nhạc diễn ra tại Hàn Quốc, rồi thì Olympic Pyeongchang, rồi sau đó là màn trình diễn ca nhạc K-pop và nghệ thuật ở Bình Nhưỡng. Thì có thể nói đây là một loạt các sự kiện diễn ra mà chưa từng có từ trước đến nay. Trước hết thì chúng ta thấy rằng là ở Olympic Pyeongchang thì hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên đã cùng diễu hành dưới một lá cờ chung. Không những thế, hai nước còn cùng chung thi đấu với một đội tuyển, đó là hockey trên băng. Ngoài ra thì cần phải kể đến cái đêm nhạc mà đã diễn ra tại Bình Nhưỡng vừa qua, khi mà có cái sự tham dự của Chủ tịch Kim Jong-un. Thì cái đêm nhạc này phải nói là có quy mô rất là lớn. Lần gần đây nhất mà một cái ban nhạc của Hàn Quốc mà biểu diễn tại Bình Nhưỡng là đã cách đây 13 năm, tức là năm 2005. Nhưng quy mô khi đó rất là thấp, chỉ có một ca sĩ. Nhưng lần này theo những thông tin được biết thì nó có là 160 người, gồm cả các ca sĩ, nhạc sĩ mà các vũ công. Với cái quy mô như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng đây là những cái sự kiện mà chưa từng có. Và rõ ràng những cái sự kiện này thì nó không phải là mang tính giải trí, mà rõ ràng là có tính ngoại giao, hay có thể nói đấy chính là gọi là cái sức mạnh mềm. Nó đem đến cái gọi là thông điệp là Triều Tiên không phải đáng sợ so đối với Hàn Quốc, và Hàn Quốc có cái xu hướng là xích lại so với Triều Tiên. Trong quá khứ từ trước đến nay thì khi mà cần có cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thì trước hết là phải có những cái hoạt động giao lưu và đối thoại. Và rõ ràng cái đối thoại mà ở mức cao nhất chính là hội nghị ở thượng đỉnh ta sẽ có hiệu quả cao nhất và mang lại được những cái kết quả mà tôi cho là sẽ tốt đẹp nhất. Thì theo được biết thì có rõ ràng rằng là trong cuối tháng 4 tới đây thì cái hội nghị thượng đỉnh liên triều sẽ diễn ra, và đây là lần thứ 3 mà hội nghị thượng đỉnh liên triều được diễn ra. Hai lần trước là vào năm 2000 và năm 2007. Thì chúng ta cũng biết rằng là hai lần trước là 2000 và 2007 được diễn ra tại Bình Nhưỡng, và lần này thì sẽ diễn ra tại Bản Môn Điếm. Thì những cái hình ảnh như vậy thì chúng ta có thấy rằng là hai nước đang có xu hướng xích lại gần nhau để tạo nền tảng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nhật Anh. Thưa ông Nguyễn Vinh Quang, lâu nay chúng ta vẫn thường thấy cái quan điểm cứng rắn và khép kín của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên với những cái dấu hiệu gần đây thì theo ông tại sao Bình Nhưỡng lại có cái dấu hiệu bật đèn xanh cho những cái hoạt động có thể nói là ngoại giao phi chính thức, ví dụ như là âm nhạc và thể thao? Trong lịch sử ngoại giao ta đã thấy thì thường thường là các nước đối đầu với nhau hoặc là trong cái trạng thái rất là căng thẳng với nhau khi chuyển sang đối thoại, tức là chuyển qua một giai đoạn thường, nó thường thường nó có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn quá độ. Giai đoạn quá độ này thường là diễn ra các cái hoạt động phi chính thức. Hoạt động phi chính thức này có thể là những cái hoạt động như tiến sĩ Nhật Anh vừa kể, có thể là ta thấy đã từng thấy ngoại giao bóng bàn, ngoại giao bóng đá, ngoại giao âm nhạc, vân vân, ngoại giao thể thao, ngoại giao nghệ thuật. Trong cái giai đoạn này giữa Bắc và Nam Triều Tiên cũng đã diễn ra như thế. Thế thì về nói về nguyên nhân đằng sau đó là gì? Nguyên nhân đằng sau đó là sự chuyển đổi từ chỗ đối đầu sang đối thoại. Đây là, vậy thì nguyên nhân của sự chuyển đổi đấy là gì? Theo tôi thì có rất nhiều nguyên nhân. Xưa nay thì tôi vẫn thường nói đây là cái việc mà phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chủ động là chính. Đây là cái lúc mà Triều Tiên đã cho thế giới thấy rằng họ đã có sức mạnh. Ví dụ như năm 2017, những cái thành công của họ trong vũ khí hạt nhân, trong tên lửa thì đã thấy sức mạnh. Tức là mình cảm thấy mình đủ cái thế để ngồi lại với nhau, chứ không phải ngồi trong thế yếu. Đây là cái lý do thứ nhất, cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai tức là cái thời điểm mà đưa ra cái quyết định này cũng là cái lúc rất là thuận lợi. Đấy là cái lúc diễn ra cái Olympic Pyeongchang, lại là cái lúc mà tổng thống mới của Hàn Quốc là ông Moon Jae-in lên, thì ông Moon Jae-in lại có một cái xu hướng là đối thoại. Thì như vậy là ông đã nhằm đúng một cái nguyện vọng, cái ý đồ của ông Moon Jae-in và thả ra cái quả bóng vào lúc này thì rất là thích hợp. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là gì? Là cái sức ép của thế giới bởi cái sự trừng phạt của các cái nghị quyết đối với Triều Tiên là rất nặng. Cho nên nói gì thì nói, chứ Triều Tiên đến lúc này cũng rất là khó khăn. Lúc khó khăn thế này họ phải tìm cách để mà giải vây, tức là giải cái thế cô lập của mình, để đỡ cái gánh nặng, đỡ cái khó khăn hiện nay. Triều Tiên chủ động đi đến cái quyết định hiện nay, và đây cũng gọi là mở đầu cái giai đoạn này bằng những cái hoạt động hay là những cái kênh phi chính thức về mặt ngoại giao. Vâng ạ. Còn tiến sĩ Văn Cao Nhật Anh thì sao ạ? Theo ông thì đây có phải là
một cái chiến lược ngoại giao chủ động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không, hay là còn những nguyên nhân gì khác nữa? Tôi cũng đồng ý với cố vấn cấp cao Nguyễn Vinh Quang thì cho rằng đây chính là cái chiến lược ngoại giao chủ động của Triều Tiên. Ở đây thì chúng ta cũng theo dõi thấy động thái của Triều Tiên, đặc biệt là khi chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền. Như vậy là từ năm 2011 đến năm 2017 ông đã tập trung vào phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân. Nhưng đến năm 2018 thì ông bất ngờ thay đổi. Ngay từ trong cái bài phát biểu đầu năm là ông muốn có tham dự Olympic đối thoại với Hàn Quốc, và từ đó đã dẫn đến những cái cuộc họp cấp cao giữa hai bên, rồi thì tham dự Olympic, rồi đến cái cuộc gặp thượng đỉnh tới đây, và xa hơn nữa là có thể sẽ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều. Và rõ ràng là những cái sự đây là một sự chủ động chứ không phải là một sự ngẫu hứng. Sự chủ động này là phải có sự chuẩn bị rất là lâu dài. Tất nhiên là sự chủ động của Triều Tiên ở đây thì cũng có một phần là do những cái nguyên nhân, từ những cái nguyên nhân khách quan như là cái lập trường khác nhau của các nước liên quan như của Nga, của Trung Quốc, của Mỹ hay phía Nhật Bản. Nhưng Triều Tiên đã biết nắm lấy những cái lợi thế này để thực hiện được cái sự chủ động của mình. Và bên cạnh đó thì tôi cũng thấy cần phải kể thêm một cái yếu tố nữa, đấy chính là sự tự tin của Triều Tiên khi mà đã phát triển được cái chương trình tên lửa hạt nhân. Ở thêm một khía cạnh nữa, tôi nghĩ rằng đó chính sự chủ động đấy chính là xuất hiện từ chính bản thân của chủ tịch Kim Jong Un. Ông là thế hệ 8X, ông là người du học ở nước ngoài, ông học ở Thụy Sĩ khoảng 7 năm, ông đã đi được nhiều nước, và rõ ràng là ông được học tập trong cái thời đại của Internet. Chắc chắn là cái cách tiếp cận với thế giới của ông khác với người cha của mình là Kim Nhật Thành và Kim Jong Un. Và rõ ràng ông cần phải có sự thay đổi. Đối với cái thời cuộc hiện nay, Triều Tiên cần phải có sự thay đổi, không nhiều thì ít. Nếu mà Triều Tiên vẫn cứ khép kín mà không có sự thay đổi thì chắc chắn Triều Tiên sẽ gặp khó khăn trong những cái vấn đề ngay từ nội tại của Triều Tiên chứ không hẳn là từ những yếu tố bên ngoài. Xin cảm ơn ông Nguyễn Vinh Quang và tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh. Thưa quý vị và các đồng chí, trước những dấu hiệu ấm lên từ quan hệ giữa hai miền Liên Triều thì các nước trên thế giới như là Hoa Kỳ, Trung Quốc hay là Nga cũng đã đưa ra những phản ứng tích cực của mình. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Tình hình bán đảo Triều Tiên từng bị lo ngại là một trong những mối đe dọa chính đối với an ninh khu vực trong năm 2018. Trong bối cảnh đó, việc Triều Tiên và Hàn Quốc chủ động nắm bắt cơ hội là Olympic Pyeongchang 2018 để giải quyết căng thẳng bằng con đường ngoại giao thể thao là tín hiệu đáng mừng, được dư luận hết sức hoan nghênh và đánh giá cao. Từ Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên, cũng như nỗ lực của hai quốc gia đóng góp vào thành công của Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Ông Trump cũng không quên nhắc lại một lần nữa hy vọng về khả năng giải quyết căng thẳng với Bình Nhưỡng theo cách hòa bình, mà cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cuối tháng 4 này là một dịp quan trọng như thế. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh đánh giá cao và hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được từ chuyến công tác của Phái đoàn đại biểu đặc biệt Seoul đến Bình Nhưỡng. Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn hai miền Triều Tiên sẽ duy trì quan hệ hòa giải và hợp tác, đồng thời hy vọng có thể đóng góp một vai trò nhất định trong đó. Về phần mình, Nga vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, các quan chức cấp cao của Nga đã đồng loạt bày tỏ vui mừng và hoan nghênh trước tình hình những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã được giải tỏa. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc, EU và Nhật Bản đã hoan nghênh và bày tỏ hy vọng về ánh sáng cuối đường hầm cho mối quan hệ liên triều. Cụ thể, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso cho biết Tokyo sẽ xem xét đàm phán với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Hơn nữa, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang cân nhắc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại càng làm cho dư luận tin rằng nút thắt trong mối quan hệ giữa Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc sắp được gỡ bỏ. Giới quan sát nhận định, căng thẳng chính trị không thể biến mất trong một đêm, và những sự kiện ngoại giao thể thao như Olympic Pyeongchang 2018 hay ngoại giao âm nhạc không thể ngay lập tức tạo ra hòa bình. Thế nhưng, tinh thần của những sự kiện ấy đã thổi một luồng gió mới, trong lành và tươi mát hơn lên bán đảo Triều Tiên, thắp lên niềm tin về tương lai hòa bình và ổn định của khu vực này. Thưa ông Nguyễn Vinh Quang, có thể thấy là trong lịch sử cũng như là giai đoạn gần đây thì nhiều người đều dự báo rằng những cái thách thức, những cái khó khăn để có thể
hóa giải căng thẳng giữa hai miền liên triều thì không thể một sớm một chiều được, và vẫn còn đó những cái vụ thử tên lửa hạt nhân của Triều Tiên hoặc là những cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ ngay sát sườn của Triều Tiên. Vậy theo ông, hai cái vấn đề này thì liệu có được đưa lên bàn đàm phán tại cái cuộc họp thượng đỉnh tới đây vào ngày 27 tháng 4 giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên không ạ? Theo tôi là tất cả các vấn đề này đều có thể được đặt lên bàn đàm phán này. Nhưng mà hai bên có lẽ trước hết là phải bàn cái chuyện những nguyên tắc để đi đến giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên mới là cái đầu tiên, mà có lẽ là ngồi lại với nhau lần đầu với nhau nên bàn cái đấy. Đấy là dự báo của cá nhân tôi là như thế. Và nếu như mà bàn các biện pháp cụ thể thì những biện pháp cụ thể đấy cũng đầu tiên là biện pháp về vấn đề của hai miền, vấn đề liên triều. Còn vấn đề hạt nhân nếu có đưa ra đi chăng nữa thì cũng đưa ra để có thôi, chứ không phải là ngồi hang này, không phải ngồi bàn để giải quyết vấn đề này. Như ta nói là sau cái cuộc này còn cái cuộc gặp tháng 5 giữa ông Kim Jong Un với ông Donald Trump thì có thể những vấn đề khác ngoài vấn đề liên triều có thể được đặt trên bàn đàm phán của Triều Hàn, nhưng mà nó sẽ được trả lời ở trên bàn đàm phán của Triều Mỹ. Đấy, theo tôi là như vậy. Cho nên là những cái đó được đặt hay không thì tôi có thể vẫn được đặt lên, nhưng mà không phải là trả lời trong cái cuộc gặp này. Vâng. Vậy thì thưa tiến sĩ Nhật Anh, giả sử như trong trường hợp là những vấn đề này được đặt lên bàn nghị sự thì hai bên Triều Tiên và Hàn Quốc họ sẽ có những cái điều chỉnh như là những nhượng bộ gì để có thể vẫn giữ được cái đà cải thiện quan hệ như hiện nay? Vâng, thì như chúng ta đã biết là ngày 27 tháng 4 tới đây thì cái hội nghị thượng đỉnh liên triều sẽ diễn ra, và tất nhiên là những thông tin cho thấy thì sẽ nhiều vấn đề trong cái chương trình nghị sự được đưa ra, tất nhiên là cũng chưa hẳn là đã có sự thống nhất. Ví dụ như phía Seoul thì đưa ra là trước hết là cái vấn đề phi hạt nhân hóa, vấn đề giảm căng thẳng quân sự, rồi thì vấn đề hòa bình lâu dài và ổn định, và có thể là nhiều vấn đề khác nữa. Thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, và rõ ràng đây là vấn đề nó là nền tảng cơ sở cho cái hòa bình ở trên cái bán đảo Triều Tiên. Về phía Triều Tiên thì chúng ta cũng như cố vấn cấp cao Nguyễn Vinh Quang đã từng nói là trong cái chuyến thăm Trung Quốc thì Chủ tịch Kim Jong Un, tức là theo thông tin từ phía Trung Quốc thì Chủ tịch Kim Jong Un cũng đã đề cập đến cái vấn đề phi hạt nhân hóa, nhưng chỉ khi mà ông không cảm thấy sự đe dọa đối với Triều Tiên. Và rõ ràng ở đây thì chúng ta cần thấy rằng là ông Kim Jong Un ông cũng đưa ra là chỉ khi phi hạt nhân hóa, nhưng ông còn muốn các giải pháp đồng bộ, tức là cả phía Hàn Quốc và Mỹ phải có giải pháp đồng bộ. Ở đây thì khác với quan điểm của Mỹ là muốn là phải có sự giải pháp hạt nhân trước, sau đó mới đến trao đổi, hai cái giải pháp này gọi là giải pháp của Libya. Thì ở đây chúng ta thấy có sự khác biệt. Nhưng ở cả hai cái vấn đề mà chúng ta được nói là gai góc này, chúng ta cần phải thấy rằng đều có sự vai trò tham gia của Mỹ. Mà ở đây trong cái cuộc thượng đỉnh liên triều lần này thì tôi cho rằng là cũng như cố vấn Quang đây có nói, rõ ràng đây là rất nhiều khó khăn, một mình Hàn Quốc không thể tự quyết định được những cái vấn đề này. Do đó tôi cho rằng nếu mà có một cái kết quả tích cực thì có vẻ hai bên sẽ đạt được một cái thỏa thuận chung, nhưng sau đó là nền tảng cơ sở để có thể đi được đến những cái thỏa thuận riêng rẽ cụ thể cho cái sự nhượng bộ lẫn nhau trong tương lai, chứ không phải là trong cái cuộc gặp liên triều tới đây. Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Vinh Quang, có thể thấy là cái tình hình trên bán đảo Triều Tiên thì giữa hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc thì cũng cần những cái tiếng nói của các nước bên ngoài, ví dụ như là Hoa Kỳ và Trung Quốc chẳng hạn. Và một điều chúng ta cũng có thể thấy là trước cái cuộc gặp rất là quan trọng vào ngày 27 tháng 4 tới đây giữa Triều Tiên và Hàn Quốc thì đã diễn ra cái cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Chủ tịch Tập Cận Bình. Vậy thì ông nhận định như thế nào về cái kết quả của cái cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo kia? Tôi đánh giá rất cao cái kết quả cái cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Kim Jong Un vừa rồi. Rất nhiều người đặt cái câu hỏi là tại sao ông Trung Quốc lại mời ông Triều Tiên sang vào lúc này. Tôi lại đặt câu hỏi khác, tức là tại sao ông Kim Jong Un lại nhận lời mời của Trung Quốc sang Trung Quốc vào lúc này. Vậy đây là cái sự thay đổi, là sự thay đổi ngay ở bên phía ông Kim Jong Un, tức là ngay bên phía Triều Tiên. Vậy thì tại sao lại có cái tình hình thay đổi như vậy, và mà người ta cảm thấy cái sự thay đổi này rất là bất ngờ? Thì tôi thấy này, lúc này là tình hình nó đã khác rồi. Triều Tiên nó khác rồi, Triều Tiên đã có thế, như chúng ta đã vừa phân tích là Triều Tiên đã có thế hơn so với trước đây rồi. Đó là cái gì? Đó là có vũ khí đấy, sự thử thành công. Đó là có được mối liên hệ giữa ông ấy với lại ông Moon Jae-in, và thậm chí là chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Tổng thống Mỹ nữa. Về phía Triều Tiên thì ta thấy là sau khi đã tạo được cái không khí mới rồi, đấy, Triều Tiên ấm lên rồi, bán đảo Triều Tiên ta cảm thấy ấm lên rồi, nhưng
phía Triều Tiên, phía ông Kim Jong Un vẫn cảm thấy có một chỗ lạnh, tức là sau lưng vẫn còn lạnh. Phải nghĩ rằng là đối với ngồi để mà đối mặt với ông Trump và các cái chuyên gia diều hâu của ông Trump như vậy mà lại không có, đằng sau là không có một chỗ dựa nào cả, thì chắc là cũng hơi chơi với ở chỗ này. Những cuộc như thế này thì đây là kinh nghiệm lịch sử của các nước, ngồi với những cái đối tượng như thế này, vừa có trí tuệ, vừa có sức mạnh vật chất, vừa có cả cái chỗ dựa về mặt tinh thần, thì mới có thể yên tâm được mà ngồi làm việc. Và tóm lại là lần này sang ông muốn củng cố thêm cái thế mạnh của mình, cho nên ông phải đến với Trung Quốc. Cái lý do thứ hai nữa là ông đến đây để tìm hiểu cái lập trường của Trung Quốc về vấn đề này như thế nào. Ông phải hiểu rất rõ lập trường chính thức của Trung Quốc để ông Tập Cận Bình nói như thế nào, để sau này khi xử lý các công việc ông không bị vướng gì, cho nó thuận, cho nó hợp lý. Một điều nữa tôi nghĩ là cũng không nên bỏ qua, đó là Triều Tiên cũng muốn tranh thủ trước các cái khe hở hay là cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay, và thậm chí là rồi sau này cả giữa Hàn Quốc với Mỹ, những cái khe hở đấy là Triều Tiên có thể tranh thủ. Đây là rất là khôn ngoan. Còn phía Trung Quốc thì ta thấy thế nào? Trung Quốc tôi nghĩ có hai lý do chính. Cái lý do thứ nhất, đây là lợi ích của Trung Quốc. Lợi ích này là lợi ích chủ yếu là về vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên, là lợi ích của Trung Quốc. Trung Quốc không thể đứng ngoài cuộc để cho Triều Tiên và các nước khác giải quyết vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên mà ông đứng nhìn được. Cho nên là phải có những cuộc gặp như vậy. Cái thứ hai nữa là cái uy tín của một quốc gia. Uy tín của Trung Quốc là gì? Là một nước lớn, là một cường quốc trong khu vực, có trách nhiệm, có năng lực để giải quyết vấn đề và có trách nhiệm để giải quyết các vấn đề quốc tế. Mỹ ngồi với Triều Tiên nhưng vẫn phải nể mặt Trung Quốc, phải nói là như thế. Đấy là những cái lý do của gặp nhau như thế này. Thưa tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, vậy thì theo ông, cái quan điểm của Hoa Kỳ sẽ có những cái điều chỉnh như thế nào để thích ứng với lại những cái quan điểm đã có phần thay đổi của phía Triều Tiên trong thời gian gần đây? Thực sự thì tôi thấy rằng nếu mà bây giờ nói những cái bước đi của ông Donald Trump thì có lẽ hơi sớm. Bởi thực ra tôi nghĩ rằng ông Donald Trump hiện nay hay Mỹ là đang thăm dò về Triều Tiên. Khi mà chúng ta đang ngồi nói chuyện ở đây thì Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức tập trận Đại Bàng Non và giải pháp then chốt. Thì rõ ràng đây là một sự thăm dò để xem phản ứng của Triều Tiên. Và ngoài ra thì tôi cũng có một vài điều băn khoăn về cái cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tới đây. Đây chính là cái việc vấn đề thu xếp cái cuộc gặp giữa hai bên. Thì chúng ta biết rằng là khi mà cái cuộc gặp thượng đỉnh thì cần mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng mà đây chưa thấy những cuộc gặp cấp cao hay những cuộc gặp ở cấp chuyên viên để có thể thu xếp được cái cuộc gặp thượng đỉnh này. Mà đến giờ điểm này thì địa điểm, thời gian ở đâu vẫn còn chưa rõ ràng. Ngoài ra cần phải nhấn mạnh đến một yếu tố nữa, đấy chính là lập trường giữa hai bên, tức là phía ông Tổng thống Donald Trump và phía Triều Tiên, và tôi thấy có nhiều điểm khác nhau. Ví dụ như ông Chủ tịch Triều Tiên ấy, thì ông nghĩ rằng cái vấn đề phi hạt nhân hóa, thì ở đây như chúng ta cũng nói rằng là phi hạt nhân hóa, thế khái niệm của nó cụ thể là như thế nào? Thế nào là khái niệm phi hạt nhân hóa? Cái này chúng ta cũng cần phải làm rõ. Ở phía ông Donald Trump, ở phía Mỹ thì cái việc phi hạt nhân hóa thì người ta vẫn muốn theo giải pháp Libya. Và cái ekip của ông ấy, tức là cái ông tân bộ trưởng bộ ngoại giao mới đây, vốn là giám đốc trung tâm tình báo CIA Pompeo, ông Pompeo, rồi thì ông cố vấn cấp cao an ninh quốc gia John Bolton, thì các ông ấy đều là con người có trường phái cứng rắn. Và rõ ràng cái quan điểm phi hạt nhân hóa ở đây là phải phi hạt nhân hóa một cách triệt để, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Thì rõ ràng đối với cái quan điểm này thì hoàn toàn với khác biệt với cả quan điểm của Triều Tiên. Thì tôi thấy rõ ràng là cái việc này thì hai cái lập trường mà khác nhau này thì rất có thể khó mà dẫn đến được cái có thể gọi là có cái điểm chung trong cái cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều. Chính vì khó khăn như vậy mà rất nhiều kịch bản người ta từng đưa ra, thậm chí người ta có thể nói rằng cái kịch bản là thậm chí có thể cái cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều có thể không diễn ra, hoặc diễn ra với những cái kết quả không khả quan, thậm chí là thất bại. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng khó khăn mà có thể nói được trước rằng là khi mà bước đi tới của ông Donald Trump sẽ là như thế nào. Vâng, trước đây thì khi nhắc đến việc hóa giải cái căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thì chúng ta thường nhắc đến cái vòng đàm phán 6 bên bao gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên với cái tình hiện nay thì cho thấy một cái xu hướng tốt lên của những cái cặp quan hệ để có thể đưa ra những cái giải pháp, ví dụ như là Triều Tiên, Hoa Kỳ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và cả Triều Tiên, Trung Quốc nữa. Vậy thì ông nghĩ sao về điều này, thưa ông Nguyễn Minh Quang? Thực ra cái tư duy về cơ chế song phương của ông Kim Jong Un không phải bây giờ mới có, nó có từ lâu rồi. Nhưng theo tôi bây giờ là cái lúc mà ông có thể thực hiện được thôi.
chứ không phải là bây giờ mới có. Tôi nghĩ là như vậy. Thì bây giờ thì nếu như mà những cái cuộc gặp đầu tiên sắp tới, cấp cao sắp tới mà thành công, thì tôi có lẽ là chúng ta có thể hy vọng từ cái cơ chế 6 bên chuyển sang cơ chế song phương, có thể là đưa chúng ta đến hy vọng mới. Tuy nhiên, nếu như sau này đạt được một cái thỏa thuận gì đó, thì cần phải có một cái cơ chế đa phương để nó đảm bảo cho cái thỏa thuận nó đạt. Ví dụ như là phải có sự giám sát, bảo vệ, ủng hộ của các nước lớn như là Nga, như là Trung Quốc, như là Nhật Bản, v.v. Thì theo tôi là cái đa phương không phải là hoàn toàn bỏ đâu. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Vinh Quang và tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh về những phân tích hết sức sâu sắc trong chương trình Quan sát ngày hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, buổi giao lưu âm nhạc giữa hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra hôm 1 tháng 4 vừa qua được mang tên là Spring Comes, có nghĩa là mùa xuân đang đến. Và trong phát biểu cảm ơn các nghệ sĩ sau khi chương trình kết thúc thì nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói là nên có thêm nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật và văn hóa giao lưu giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Sau buổi hòa nhạc mùa xuân đang đến thì hãy cùng tổ chức thêm buổi trình diễn mùa thu sắp về tại Seoul trong năm nay để tiếp nối những thành công này. Và cộng đồng quốc tế thì cũng hy vọng là những giai điệu của sự hòa giải sẽ tiếp tục được vang lên trên bán đảo Triều Tiên. Phần bình luận trong chương trình Ngày Quan sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình, kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ngày 3 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự cuộc họp với lãnh đạo nước này và Iran nhằm thảo luận về thương vụ Nga bán tên lửa đất đối không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc xung đột tại Syria. Theo đó, những hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên sẽ được Nga chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2020, bất chấp sự phản đối từ phía NATO và Hoa Kỳ. Để phản đối những chính sách cải cách của chính phủ đối với ngành và chế độ làm việc của công chức đường sắt, một cuộc đình công kéo dài 3 tháng đã được các nhân viên ngành đường sắt Pháp tiến hành, bắt đầu từ ngày 3 tháng 4. Theo đó, mỗi tuần sẽ có 2 ngày đình công trên toàn quốc của các nhân viên đường sắt. Ngành đường sắt cũng thông báo sẽ đảm bảo trung bình 1/8 chuyến, tuyến quốc tế Đông Nam giảm còn 1/10 chuyến và chuyến liên tỉnh giảm còn 1/5 chuyến. Ngày 4 tháng 4, một nữ nghi phạm đã xả súng tại trụ sở YouTube gần San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, khiến ít nhất 3 người bị thương nặng và nhiều người hoảng loạn. Hung thủ được xác định là người phụ nữ 39 tuổi gốc Iran, có tên là Nasim Najafi Akdam, cư trú tại thành phố San Diego, bang California. Hung thủ đã tự sát tại hiện trường ngay sau đó. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hung thủ là một nhà hoạt động văn hóa độc lập, cổ suý cho phong trào ăn chay và từng công khai bày tỏ bức xúc của mình với các chính sách và quy định của YouTube. Đây cũng được xem như là nguyên nhân chính khiến người phụ nữ gốc Iran này thực hiện vụ xả súng trên. Mới đây, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã thông báo kế hoạch thiết kế và thử nghiệm một loại máy bay thế hệ mới, máy bay X, tạo ra ít tiếng ồn khi bay. Cụ thể, máy bay X có thể đạt độ cao 55.000m, đạt tốc độ hơn 1.500 km/h và đặc biệt là âm lượng phát ra khi bay của nó chỉ ngang với tiếng đóng cửa ô tô. Công ty Lockheed Martin sẽ là đơn vị thiết kế và thử nghiệm loại máy bay này từ nay đến hết năm 2021.